là 25 năm. Bán các cái đồ vật từ năm trước thôi, nhưng mà mới mở nộm thì đúng là 25 năm. Bác thấy khách hàng đến ăn đông là, nói chung là bác thấy là rất là vui khi mà mình già rồi mà lại cảm thấy nhiều người mến đến cứ thế ăn thì là bác thấy là vui thôi. Thấy nó là vui thì mỗi một khi vui thì là cũng là cố gắng và tích cực. Còn lẽ ra thì tuổi già có thể là phải nghỉ rồi mới đúng. Nhưng bởi vì khách vui, hai nữa là bác bán nhiều năm thì rất có nhiều khách quen. Người ta đi đâu từ xa rồi người ta vẫn nhớ, người ta về, người ta lại tìm đến, cho nên là bác thấy vui. Nhớ về quán bác vì là ăn từ nhỏ, bây giờ đã lớn, có những người thì đã có con, có người yêu rồi. Mình tự vận dụng làm sao cho nó, để cho khách hàng nó ưa thích ngon miệng. Đấy là một cái điều mà bác muốn như vậy. Còn khi mà học hỏi thì nó chỉ có một phần thôi, chứ không bao giờ người ta phổ biến cho hết. Thì bác sẽ có ý là giờ thì bác cũng đã ngoài 70 tuổi rồi, cho nên bác cũng muốn rằng là sau này thì truyền lại cho con dâu.